cho chị mua. Tất cả cái áo đều cái dài này đều có 199, hoặc là một cái short áo của một cái dẹp nó ghi cái chữ 99. Tất cả trong cái các đôi dẹp trong cái short này đều có giá 199. Đấy, thì gia đình cứ quy ra 1.000 đồng tiền Thái là bằng 650 đồng tiền Việt, cứ 100 bạc là bằng 65 ngàn, 1.000 bạc là 650 ngàn.